Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng con máy rửa bát ạ. Giờ này máy rửa bát thì cũng về được khoảng chục con, em dọn và lên sóng dần. Trên hình các bác là một con TME7. Con này thì khá là đẹp. Em để mã số 6. Đấy. Chiều cao của bọn này là cao 60, cho nên phù hợp với cái căn bếp các bác bố trí từ mặt đá lên đáy thì bếp là 60 phân nhé. Số điện thoại và Zalo em đây. Chiếc này thì bên em đã làm hình thức sạch đẹp trắng đẹp rồi. Con này nói chung là nhìn nó rất là sáng, lưng tôn thành vách khá là phẳng đẹp, mặt mũi sáng đẹp. Mã số 6 nhé. Lưng này TME7, CD máy là 0233. Chiếc này em bán là 3,2 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ, biến áp là 500. Nếu bác nào mua máy sử dụng điện 100V lại chuyên, các bác phải mua biến áp kèm theo nhé. Con này tên là TME7. Hẹn giờ, thời gian sấy các thứ đấy, các chế độ rửa, tiêu chuẩn mạnh, các thứ nhẹ, nhanh, nước nóng 80 độ, đèn báo các chu trình rửa, tắt, nó bật lên này và các bác bấm nút vàng này rửa thôi. Hai nút là các bác thao tác rửa được rồi. Đây, mặt mũi làm đẹp thôi các bác nhé. Đặc biệt con này nội thất rất là mới các bác này. Nội thất con này cũng như là bên Nhật chắc là rất là ít dùng, như mới cứng luôn, từ các cái may so thứ mà này. Đấy, con này nội thất quá mới, đẹp, hiếm có con nào nội thất mới này lại may so rất sạch. Các phần nhựa này của nó trong này nó không bị bám bẩn cái gì canxi đó nhé, từ các cái tay cửa. Nói chung là con này em đánh giá là thuộc loại hàng hiếm về độ mới, bên trong quá đẹp, tổng thể hài hòa, giá thành thì hợp lý. Chiều cao là 60 phân ạ, chiều ngang 55, chiều dày là 35. Đấy, bác nào mà không muốn đầu tư nhiều tiền mà vẫn muốn chiếc máy rửa sạch lành bền, mẫu mã đẹp thì các bác lấy con này 3,2 triệu nhé. Chào các bác.